Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị, toàn thể đồng bào Việt Nam yêu nước, nhất là các bạn trẻ. Kính thưa toàn thể quý vị, thể theo lời yêu cầu của đa số bạn trẻ, sau chương trình Khơi Dòng Sự Việt, chúng tôi chính thức bắt đầu chương trình với chủ đề là Việt Sử, Việt Nam nước tôi. Phần thứ nhất mà chúng tôi xin trình bày về tự tình của dân tộc. Thưa quý vị, là người Việt Nam, chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên. Thế nhưng, mỗi khi tìm về nguồn cội dân tộc, thì cái nỗi day dứt, niềm băn khoăn, làm nhức nhối tâm can biết bao con dân đất Việt. Ngay từ khi còn cắp sách đến trường, thì cái bài học thuộc lòng sủa đầu đời là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Biết bao câu hỏi được đặt ra trong đầu óc ngây thơ trong trắng, như núi Thái Sơn ở đâu, thì được thầy trả lời là bên Tàu. Tại sao công cha nghĩa mẹ lại so sánh với núi Thái Sơn ở bên Tàu? Lớn lên, học văn chương truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du thì lại được giảng thêm là Nguyễn Du phỏng theo cốt truyện Kim Vân Kiều của thanh tâm tài nhân bên Tàu. Nhân vật từ Hải quê ở Việt Đông. Họ từ tên Hải quê ở Việt Đông, là người anh hùng của Việt tộc một thời chọc trời khuấy nước, thì bị xem như một thảo khấu chống lại triều đình. Thế rồi, ai trong chúng ta mà chẳng một lần ấm ức xen lẫn hoài nghi khi nghe nói về một huyền thoại rồng tiên, truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc bị một số trí thức Tây học chê là hoang đường huyền hoặc. Chúng ta lại càng hổ thẹn hụt hẫng khi đọc cuốn sử Việt Nam thời khai sinh của Linh Mục Nguyễn Phương, khẳng định người Việt chúng ta là gốc từ Tàu mà ra. Thật đáng buồn, các sử gia thời quân chủ phong kiến thì nhất chỉ tin vào chính sử Trung Quốc, còn các nguồn gốc sử liệu khác thì chê là ngoại thư không thể tin được. Thậm chí các ông nho sĩ ta thời trước còn tôn thờ Sĩ Nhiếp là sĩ vương, trong khi các ông quên một điều là dù muốn dù không, thì Sĩ Nhiếp cũng là một tên thái thú sang cai trị của dân ta. Chính Sĩ Nhiếp chứ không phải ai khác đã đem chữ Hán nô dịch đồng hóa dân tộc ta. Dân tộc ta không chịu học chữ Hán, vẫn dùng ngôn ngữ Việt, nên Sĩ Nhiếp đã cấm dân ta viết chữ tượng thanh của Việt tộc. Các ông có học vị Tây học thì lệ thuộc vào quan niệm duy lý của phương Tây, nên nhìn vào sự việc qua lăng kính khoa học. Cái gì cũng đòi phải chứng minh thì làm sao hiểu được một cái thông điệp lịch sử ẩn tàng từ mấy ngàn năm trước. Trước đây, một số sử gia tuy không cho người Việt là gốc Tàu, nhưng lại chịu ảnh hưởng của Tàu trên nhiều phương diện, nên cũng tán đồng cái luận điểm áp đặt của các nhà nhân trục, cho rằng dân tộc ta thuộc giống Mông Cổ ngành phương Nam. Ngày nay, nguy hiểm hơn là các nhà sử học Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã viết sử theo nghị quyết của Đảng Cộng sản, nên đã không những không dám nói lên sự thật lịch sử, mà lại còn nhất tề phụ họa với luận điểm cho rằng nước Văn Lang ta chỉ mới hình thành hơn 600 năm trước dân lịch, cho phù hợp với sử quan bành trướng Đại Hán xa xưa, đế quốc mới Trung Cộng ngày nay. Họ phủ nhận cương giới của nhà nước Xích Quy sơ khai rồi Văn Lang của Việt tộc để nhường lại cái phần lãnh thổ này cho đế quốc mới Trung Cộng và điên cuồng chống lại cái sử quan dân tộc của những người Việt Nam chân chính mà họ phê phán là khuynh hướng dân tộc cực đoan hẹp hòi. Họ lên án những người Việt Nam yêu nước chống Tàu Cộng là phản động, trong khi họ mới chính là một tập đoàn Việt gian có cái hành động phản lại dân tộc, đại phản động. Lịch sử Việt là lịch sử thăng trầm từ khi lập quốc cho đến ngày nay. Với gần 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, gần 100 năm nô lệ của giặc Tây và hơn nửa thế kỷ nô dịch chủ nghĩa vô thần, Hán hóa dân tộc. Trong suốt trường kỳ lịch sử Hán tộc, với ưu thế của một nước lớn đất rộng người đông, cùng với những thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt đã xóa đi mọi dấu vết nguồn cội, bóp méo lịch sử, sửa đổi lịch sử, khiến cho thế hệ sau chỉ biết tìm về lịch sử trong cái gọi là chính sử của đế quốc Đại Hán. Thật vậy, mỗi một triều đại Hán tộc đều chủ tâm thay đổi địa danh, thủy danh xưa cũ của Việt tộc, đồng thời cấm đoán các nguồn sách sử mà họ gọi là ngoại thư do những người Trung Quốc gốc Việt viết lại. Mặt khác, Tàu Hán còn tung ra những tài liệu, những sách sử ngụy tạo để những nho sĩ thân Tàu làm chứng cứ viết sách, tạo ra những hỏa mù để cố tình cho rằng những địa danh xa xưa của tộc Việt ở Hạ Ly, Xuân Hoàng Hà là nằm ở Bắc Việt Nam,
để chúng ta không còn chứng cứ về quê hương xa xưa của Bách Việt. Và mới đây, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đế quốc mới Trung Cộng lại còn tung ra luận điệu cho rằng Lý Công Uẩn là người Trung Quốc và người Việt cùng chung ngọn nguồn huyết thống với Trung Quốc. Nói cách khác, ta với Tàu là một và Lạc Việt đang trở về với Bách Việt để chuẩn bị cho một Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc năm 2020 theo đúng một mật ước Thành Đô ngày 4 tháng 9 năm 1990. Tập đoàn Việt Gian bán nước đã và đang thi hành mật ước bán nước từng bước một, bỏ môn lịch sử, xây dựng cung hữu nghị Việt Trung quy mô đồ sộ, giá 400 triệu đô la để tuyên truyền Hán hóa dân tộc ta. Mới đây, Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh ký kết 15 văn kiện cuối cùng, trong đó có Hiệp định Hợp tác An ninh Nội địa, Hiệp định Hợp tác An ninh Quốc phòng, Hợp tác Quân đội hai nước như một liên minh quân sự để Việt Nam trở thành tiền đồn trong cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ và thế giới tự do. Đặc biệt, Tập đoàn Việt Gian bán nước chính thức bắt các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 phải học tiếng Trung Quốc để Tàu hóa, Hán hóa các em ngay từ khi còn trỏi. Chúng ta đã và đang mất nước từng phần, từng bước một. Đại họa Hán hóa diệt vong dân tộc đến gần. Chính vì vậy, sau chủ đề khơi dòng lịch sử, chúng tôi bắt đầu chương trình lịch sử Việt Nam nước tôi kể từ hôm nay để truyền về cho thế hệ trẻ Việt Nam trong nước hiểu rõ hơn về ngọn nguồn dân tộc, về truyền thống hào hùng bất khuất của tiền nhân, cũng như bản sắc văn hóa truyền thống, đạo lý làm người của tộc Việt, hầu bẻ gãy cái luận điệu tuyên truyền Hán hóa dân tộc ta của đế quốc mới Tàu Cộng và bè lũ Việt Gian bán nước. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin minh định lập trường dân tộc, nên dùng chữ dân gian thường gọi là Tàu thay vì Trung Quốc, và chỉ viết Trung Quốc thay vì viết cả tên là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trên các sách sử, các nhà viết sử cũng như người Tàu tự nhận họ là người Hán, Hán nhân, vì thời đại Triều Hán là thời lãnh thổ Trung Quốc mở rộng do các cuộc xâm chiến đất đai của các dân tộc khác, nên chúng tôi gọi là Hán tộc để chỉ một tộc người du mục xâm lược. Đứng trên quan điểm dân tộc, chúng tôi chỉ dùng chữ nhà thân thương cho các triều đại của nước ta như nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Nguyễn. Còn Hán tộc thì chúng tôi dùng chữ triều, triều đại như Triều Thương, Triều Chu, Triều Hán. Thứ nữa, lấy năm thứ nhất dương lịch làm điểm mốc lịch sử cho thật chính xác, thay vì dùng chữ công nguyên như vẫn dùng sai lầm từ trước đến nay. Sau cùng, chúng tôi quan niệm rằng yêu nước tất phải trân trọng tất cả những thăng trầm hưng phế của dòng vận động lịch sử, mà biết bao thế hệ đã vun trồng bằng máu và nước mắt để viết lên những trang sử hào hùng. Đồng thời, phải học biết về lịch sử để hiểu rõ hơn về ý nghĩa tuyệt vời của huyền thoại rồng tiên, hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc, hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa và truyền thống cao đẹp của một dân tộc có gần 5.000 năm văn hiến. Tri ân tiền nhân chưa đủ, mà chúng ta phải học tập noi gương các danh nhân anh hùng khai sáng văn hóa, các anh hùng dân tộc của thời xa xưa đã thấm đậm trong tâm thức Việt, để rồi dân tộc ta sẽ sản sinh ra những anh hùng của một ngày mai. Chính vì vậy, có thể nói lịch sử là ngọn nguồn của lòng yêu nước. Chính lịch sử quá khứ hào hùng của một dân tộc sẽ là tương lai sáng lạng huy hoàng của dân tộc đó. Nói theo sử gia thời danh Agnon Thomby, thì nếu thiếu những sự thách thức, tức là thiếu những yêu cầu bức bách đòi hỏi phải biết vận dụng được một cách vượt bậc cái khả năng xoay chuyển tình thế, thì không có điều kiện để một cộng đồng người thể hiện được sức mạnh và sự sáng tạo của mình. Chính sự đáp ứng thích hợp trước những thách thức, sự vận dụng một cách vượt bậc khả năng xoay chuyển tình thế đã đưa tới sự thành tựu văn hóa lớn, tạo lên bản lĩnh của dân tộc. Và có thể nói, sự hình thành lịch sử của một nền văn minh lớn không bao giờ diễn ra trên một con đường bằng phẳng với những bước đi bình thản. Và Việt Nam là một trong số những nền văn minh cổ đại còn bảo lưu mãi cho tới ngày nay. Trên thế giới, có lẽ không một dân tộc nào mà chịu đựng thử thách gian nan khốn khó hơn dân tộc Việt. Lịch sử cũng đã chứng minh dân tộc ta đã đáp ứng được những yêu cầu bức bách, sự thách thức của từng thời đại để Việt Nam là một trong 35 nền văn minh nhân loại còn tồn tại mãi đến ngày nay. Chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng hãnh tiến về tương lai trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ 3. Tuy nhiên, chúng ta không thể đứng yên mà trông chờ vào cái gọi là định mệnh lịch sử, mà nên nhớ rằng lịch sử hôm nay là chính trị của những ngày qua, và chính trị ngày nay sẽ là lịch sử ở ngày mai. Lịch sử là cuộc trưng cầu dân ý mỗi ngày của một dân tộc. Thế nên, chính chúng ta
mỗi ngày đang góp phần lịch sử vào tương lai của dân tộc chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn trẻ, trong ý thức đó, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta cùng tìm về cội nguồn Việt tộc, về Việt Nam từ thời lập quốc, từ truyền thuyết đến hiện thực lịch sử Việt Nam, với những kết quả khoa học mới nhất, thuyết phục nhất. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Việt Nam, mùa giỗ tổ 4896 Việt lịch, Dương lịch 2017.